bị ba mẹ chỉ trích khi thỉnh tăng về nhà. Rồi trong cái việc này đó thì mình chỉ có cách là mình ráng tu thôi đó. Rồi mình tránh cái chuyện mà tạo nghiệp duyên cho ba mẹ, tức là ba mẹ đã không có vui khi mà thấy tăng đó, thì mình ráng mình tu thôi. Câu này nó cũng giống như cái câu trước, bữa trước cũng trả lời câu tương tự ha. À đó, cho nên là mình sẽ không có nói nhiều nữa, mình qua cái câu này. Nếu mà ba mẹ không có thích á thì mình tránh đi nha, tránh đi vào chùa. Chừng nào mà mình tu nó ngon lành rồi đó thì quay lại độ cha mẹ sau.